hôm nay là khoảng 1 tháng rưỡi từ ngày mình bắt đầu thực hiện cái vườn rau ở trên cái sân thượng trống trơn này nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tham quan lại vườn xem là đã trồng được những loại rau gì và rau nó đã lớn như thế nào rồi nha. Đây. Những cái bản mới phun phân này là do mới phun phân cá đạm cá hữu cơ từ tuần trước các bạn. Sắp tháo bản được rồi đó nha. Để mình coi có những loại gì. Ồ, đây là cải bẹ xanh. Lá rất là lớn luôn nha các bạn. Lá lớn mà mướt chưa kìa. Xà lách này là hôm nay sẽ thu hoạch đây. Lá to quá trời luôn. Đó, rất là to nha các bạn. Xanh mơn mởn luôn. Còn rau muống này thì đã cắt ăn hết một đợt rồi. Đợt này là đợt 2 nè các bạn. Đợt 2 mà lá lên rất là đẹp luôn ha các bạn ha. Cái thân của nó xem. Thân cũng rất là to. Đây là rau muống lá lớn. Hạt giống rau muống rạng đông. Thì mình có thể cắt và ăn nhiều đợt. Khoảng 4-5 đợt nha các bạn. Cho đến khi nào mà cây rau muống nó ra hoa. Thì lúc đó mình sẽ nhổ để mình gieo lên cái đợt tiếp theo. Đây cái này là đợt thứ hai nè các bạn. Sau khi ăn thì cắt chừa lại khoảng 2-3 cái lá. Là nó sẽ bắt đầu nó lên lại cây con khác, không cần phải gieo lại nha các bạn. Đây là rau muống lá tre. Rau muống lá tre này cũng là lên đợt 2 đây. Đó. Còn đây là mồng tơi. Mồng tơi hôm trước đợt đầu lên rất là đẹp. Nhưng mà do chủ nhà họ vội vàng quá cho nên họ cắt sớm các bạn. Họ cắt sớm với lại là lúc đó họ chưa biết cách thu hoạch đó. Thì họ cắt chỉ chừa đúng hai cái lá mầm thôi. Thành ra là đợt 2 nó lên hơi lâu một tí xíu. Nhưng mà nó cũng đang phục hồi lại các bạn. Đấy, sau khi cắt trụi rồi thì bây giờ nó đang phục hồi và nó đang lên lại nè. Đó, đó là một cái vàng rau ở thứ nhất nha. Sát tường. Rồi bây giờ cái này là cái vàng bầu. Bầu nó đang chuẩn bị ra trái nè nha các bạn. Đúng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của nó luôn. Khoảng 1 tháng rưỡi và bắt đầu ra hoa kết trái rồi đấy. Đây nha. Đây, một cái khung này thì có khoảng 5 dây bầu thì cũng hơi nhiều rồi. Nhưng mà nhổ bỏ thì uổng các bạn. Bên đây là dây bí, lá rất là to luôn. Cây đang rất là to và khỏe. Thì ở trên đây là có treo mấy cái bẫy ruồi vàng á các bạn. Đây là bẫy dẫn dụ ruồi vàng, những cái ruồi đục trái. Cây chuẩn bị có trái rồi thì mình chuẩn bị cái bẫy để mình bẫy ruồi luôn. Hạn chế phun thuốc. Cà chua và cà bi. Cà chua và cà bi thì hôm đấy gieo tỷ lệ nảy mầm cao quá. Tỷ lệ nảy mầm 100%. Thành ra là bây giờ nó lên rất là nhiều. Nhưng mà tỉa đi thì cũng uổng. Cho nên là để vậy chăm sóc luôn. Thì nó đang chuẩn bị ra bông nè các bạn. Khi mà nó ra nở hoa và kết trái thì chắc chắn là cái khu vườn cà chua sẽ rất đẹp. Và lúc đó là mình sẽ quay lại. Mình sẽ có một cái video để mà quay khi mà tất cả những cái rau củ ở đây nó ra hoa và kết trái nha các bạn. Đó. Thì ngoài lúc đầu là bón phân gà vi sinh. Thì mỗi tuần có phun bổ sung phân cá, phân đạm cá Alaska nha các bạn. Là cây nó sẽ tốt khỏe như vậy. Với điều kiện là đủ nắng và nước tưới nha các bạn. Những nơi mà mới vừa phun phân hữu cơ thì mình sẽ ghi chú bản. Và đến ngày có thể thu hoạch được thì mình sẽ tháo bản ra cho khách hàng họ biết mà họ thu hoạch nha các bạn. Đây là cải ngọt. Cải bẹ dúng và bí ngòi. Bí ngòi này thì nó đang mới bắt đầu ra hoa thôi. Nhưng mà mình cũng có thể tỉa cái lá của nó. Để mình tỉa cái lá nó mình tước xung quanh rồi mình có thể xào ăn rất là ngon nha các bạn. Cái lá bí ngòi, cái cọng của nó rất là giòn ngon. Đây là một số loại cây ăn trái. Cây táo. Ở dưới cây táo thì mình đang treo cái bẫy ruồi đục quả nè các bạn. Bởi vì mấy con ruồi vàng đó là nó thích tấn công cây táo giai đoạn ra hoa và kết trái đó. Đây đang rất là nhiều trái. Nếu mà không có bẫy ruồi hoặc là không có thuốc phun xịt ruồi thì những trái táo nó sẽ bị con ruồi nó chích và nó đục ở trong đó, đó. Sẽ không có trái táo nguyên vẹn để mà ăn đâu nha. Đây là cây ổi. Những cái cây ăn trái này thì
Nó chỉ mới bám rễ và phát triển thân lá thôi các bạn, chưa có trái đâu. Bởi vì mới có 1 tháng rưỡi thôi mà. Cây đu đủ hôm nay to ghê rồi. Và mấy cây ớt nữa. Vàng mướp. Vàng mướp thì cũng bắt đầu ra trái rồi. Hơi ngược sáng nhỉ. Có cái dạng khổ qua nè các bạn, trái quá trời nhiều luôn. Là nó vừa đúng thời điểm để chuẩn bị ăn Tết luôn. Khổ qua và dưa leo. Lá xanh quá cho nên có thể là sẽ không nhìn thấy rõ cái trái của nó đâu các bạn. Khổ qua, dưa leo. Bây giờ mình sẽ đi sơ lược qua thôi, khi nào mà nó có trái thì mình sẽ quay lại nha các bạn. Vàng dưa lưới. Và đây là cái tháp rau nè, cái tháp rau lá rau rất là to, rất là đẹp luôn các bạn. Rồi bên đây là mấy cây ớt. Cải cúc. Đậu bắp xanh. Ở đây mình đang gieo lại cải bẹ xanh ăn non. Và đây là đậu bắp tím. Thì cho đến bây giờ là khách hàng đã được sử dụng thu hoạch hết mấy chậu rau mầm rồi nha các bạn. Rau mầm và sau đó là họ tỉa thưa xà lách, cải bẹ xanh, họ ăn dần với lại cắt rau muống ăn dần rồi. Bây giờ mình quay là bây giờ là họ đã ăn được rất nhiều lần rồi đấy. Bên đây là rau thơm còn không không kịp thu hoạch nữa kìa các bạn. Nó lên bông luôn rồi. Mới có 1 tháng rưỡi. Rau răm nữa. Đây là những cái bao phân gà mà lúc đầu mình đã bón vô những cái khay rau này nha các bạn. Và trồng bằng cái đất Namix. Phân để bón cho cái khu vườn này thì nó rất là đơn giản nha các bạn, không có gì phức tạp cả. Trồng bằng đất Namix và bón phân gà vi sinh. Và mỗi tuần thì có phun thêm phân cá, phân đạm cá hữu cơ. Đấy, 1 tháng rưỡi mà từ cái sân thượng trống trơn bây giờ đã tùm luôn rồi. Và nó đã bắt đầu xuất hiện sâu rầy rồi các bạn. Khu vườn mà khi nó xuất hiện sâu bệnh thì nó rất là mệt mỏi. Cho nên là bên bộ phận kỹ thuật họ sẽ quan sát sâu bệnh thường xuyên. Khi vừa xuất hiện thì họ sẽ rửa cái lá hoặc là hối thúc cho bên khách hàng họ thu hoạch sớm để xử lý lại đất đấy các bạn. Và hạn chế phun thuốc nha.